ăn tại sao lại đi chung với thằng đó, lên chém đó nha. Rồi em cũng không có dám nói gì, cũng không dám rủ bạn nó đi ăn luôn. Ông Thăm chém bao nhiêu người rồi? Cũng khoảng 2 người. Trời ơi, vô nè. Và bây giờ xin mời quý vị cùng đến với cặp vợ chồng thứ hai. Rồi, chào hai em. Chờ hai em cho biết là hai em ở đâu đến đây ạ? À, dạ, ở Hóc Môn. Hóc Môn. Dạ. Bây giờ mời hai em giới thiệu về mình. Em tên là Quý Tài, 29 tuổi, làm nghề buôn bán. Rồi, còn em? Em là Bạch Huệ, em 27 tuổi, em là thiết kế mỹ thuật. Huệ với Quý Tài là quen nhau trong trường hợp nào? Thì lần đầu tiên là gặp ảnh là ở quán bún riêu của ảnh. Quán bún riêu của ảnh hả? Dạ, ảnh bán. À, nhà em bán bún riêu hả? Dạ. Ồ, bây giờ còn bán không? Dạ, nghỉ rồi chị. Bây giờ mình đang bán gì? Bún giò heo hả? Không, bán bánh tiêu. Lúc em thấy ảnh đang đứng bán. Rồi dạ. Ấn tượng của em sao? Em không có thích ảnh. Bữa đó em ăn mà ảnh lấy ngay giò heo mà cút mỡ cho em mà bán mắt nữa hai lần. Cái giò heo mỡ nó đâu có ăn mỡ. Ờ, cút mỡ luôn. Nhưng mà ghét, nhưng mà riêng Tài giò thì Tài có ấn tượng gì chỗ nào? Ngông lắm. Vậy thì tại sao lại là đến với nhau? Cũng có nhiều lý do, cũng ăn bún riêu cũng vài lần. Ảnh thấy gái thì ảnh hay xin số điện thoại rồi Facebook lại rủ đi uống cà phê. Mày rủ đúng một lần thôi. Còn những lần khác là rủ đi nhậu không mà. Trời đất, vậy á hả? Dạ. Rồi cũng đi hả? Thì em lúc đó em chưa có đi làm cho nên em rảnh không rủ em đi thôi ạ. À. Vậy á hả? Nhậu rồi đô của ai cao hơn? Thì em không biết uống, uống ít thôi. Ảnh nói là em đi theo anh ăn giùm thôi. Còn lại là để anh uống. Ủa mà thường nhậu như vậy thì là khoảng mấy tiếng? Thường là ảnh cứ buôn bán. Thì buổi trưa thì ảnh xuống nhà em, ảnh nấu cơm cho em. Xong rồi ảnh lại về, ảnh bán tiếp tới chiều tối, ảnh dọn khoảng 10 giờ đêm. Thì ảnh xuống, ảnh lại rủ em đi nhậu tiếp tới 1 giờ. Rồi có khi nào tối không về nhà mà ngủ lại nhà trọ không? Không, tối về nhà để sáng về sớm đi chợ bán nữa. Tại vì phòng trọ em ở chung với vài chị nữa, chứ không phải anh em. Rồi sau đó thì đến bao lâu thì mới yêu nhau? Thì chắc khoảng 6 tháng. Ủa Tài, rồi khi mà yêu có, nhau rồi thì... Có ghen không? Dạ ghen dữ lắm. Ai ghen ai? Em ghen. Em ghen hả? Dạ. Thiệt không? Ghen dạ, dữ không ghen cơ? Ghen dữ lắm. Ghen sao dữ? Em làm công ty thì có văn phòng của em thì có những cái anh bạn nam làm chung á. Thì đi ăn cơm thì mình cũng rủ người ta đi ăn thôi. Cái ổng nói ăn tại sao lại đi chung với thằng đó, lên chém đó nha. Rồi em cũng không có dám nói gì, cũng không có dám rủ bạn nó đi ăn luôn. Ổng Thăm chém bao nhiêu người rồi? Cũng khoảng 2 người. Trời ơi, nhưng mà lúc đó là em phát ngôn như vậy là thật? Là thật đúng không? Dạ. Em hù? Không, là thật. Tại vì nói miệng là nói ghét thằng đó mà tự nhiên nó rủ đi ăn lại đi chung. Ăn trưa mà, ăn trưa thì công ty mình đi, không lẽ mình đi thôi mình không nói người ta một tiếng sởi lởi là mình nói là đi ăn cơm. Chứ đâu phải là mình mời người ta mình trả tiền đâu. Hai dạ. Người làm chung phòng dạ mà. Chung phòng thiết kế mà là đi, là đi 3 người luôn hay dạ, là đi 2? Dạ đi hết thì đi hết công ty. À người ta đi hết mà. Mà chứ đâu phải đi 2 người đâu. Nhắn tin mình nói thì ảnh là ghen vậy thì đúng không, em ghét lắm. Nhưng mà mỗi lần mà ảnh Thăm như vậy thì cái phản ứng của em như thế nào? Em nạt lại. Dạ hả? Tính em thì nói chung là cũng ngang mà bước. Nạt lại thì bên này như thế nào? Nổi điên hơn nữa. Trời ơi. Có đòi chém em luôn không? Không, tại vì mà ảnh nói chém em là hả em sực lại là ảnh sợ liền. Cuối cùng cái điều mà tôi muốn nghe đó là cái kết quả. Cái câu mà sực lại đó. Cái câu sực lại đó. Bây giờ để hỏi Tài, bên này có ghen không? Dạ có. Cái con dữ không? Cũng dữ. Có đòi chém em không? Không. Em chỉ chém cái người kia thôi chứ không có chém. À, cũng chém. Có nghĩa là thôi. Là chém mấy người thứ ba. Ủa không chém mấy người rồi? Một người. Sao vậy em? Người đó là ai mà em đòi chém vậy? Có con bé làm massage ở gần nhà ảnh á. Cái ảnh đang bán gì, ảnh nhắn tin, ảnh rủ qua nhà ảnh chiên sake cho ăn. Rồi xin số điện thoại. Trời đất ơi. Em đọc được tin nhắn thì em mới tức đi lên rồi hả? Ảnh nó, anh để anh giải thích. Mà trong khi em đọc tin nhắn là em biết ảnh xin số điện thoại của người ta chứ đâu phải người ta dụ dỗ ảnh đâu. Mà ảnh nói giống như là người ta xin số điện thoại nó nhắn ảnh trước vậy. Vậy sao em phải chém ổng chứ, sao em chém nhỏ kia? Thôi chém ổng. Em không có chém ổng, ổng thì tự xử. Lúc đó thì ổng đang nhậu, cái ổng cầm cái ly ổng đập lên đầu ổng. Trời ơi. Thứ dữ nha. Rồi có bể cái ly không? Dạ bể. Rồi em sợ không cơ? Không. Ôi ôi. Em phóng xe em cứ vèo em đi luôn.
Cũng cả hệ luôn. Ở bữa đó cái đầu có bị thương có chảy máu không? Cái đó ảnh em cũng không biết. Dạ không, không. Rồi sau cái giật có cái đợt ghen nào mà hai bạn là có nguy cơ tan vỡ không? Dạ cái đợt cái bạn đó đó thì lúc đó em mới bỏ em đi, thì lúc đó em cũng uống cũng hơi say say rồi, thì em đi trên đường em không còn thấy đường nữa, cái em cũng dừng xe lại vô cái quán cà phê nhưng mà em không biết, cái em vô đó mà cũng hên là người ta cũng cũng có người tốt, nhờ cái người đó điện cho ảnh kêu ảnh lên mà không thấy ảnh lên luôn. Để chở em đi về chứ em không chạy xe nổi. Em tỉnh dậy rồi em về được phòng của em thì ngày hôm sau anh mới lên xin lỗi. Rồi anh nói anh dọa anh ấy mà không tha thứ cho anh. Anh từ từ rồi anh chết đủ thứ rồi khóc lóc van xin rồi em cũng quýnh vài cái rồi em mới trời, tha quýnh thứ. Vài cái. Mà sau chuyện đó là cuối cùng là lấy nhau. Sau đó thì khoảng một năm sau thì lấy nhau. Chắc lẽ đó là cái khó khăn nhất của hai bạn. Đó là cái chuyện là ghen hờn rồi chưa hiểu nhau nhiều. Đó, trong tình cảm. Hay là còn những khó khăn gì khác nữa? Sau khi cưới á, sau khi cưới thì có một số cái cũng vỡ mộng. Còn nhắn tin còn này kia nọ? Cũng còn. Trời ơi, lì dữ vậy trời. Lúc em có em bé được một tháng á, thì ảnh hay nhắn tin không những gái mà còn trai rồi con. Đủ thứ hết. Đừng nói em ghen với trai luôn nha. Dạ có. Trời ơi. Là sao không hiểu được kể cho nghe con. Trời chị bắt đầu rối não rồi đó. Lúc đó em có em bé mà em không có để ý ảnh. Thì thường hả, ảnh buôn bán tới 1 giờ ảnh mới về. Có hẹn hò gì không thì em không biết. Thì lúc đó buồn rồi khóc rồi đòi bồng con bỏ về quê. Rồi tới lúc đó ảnh lại xuống nước năn nỉ khóc lóc van xin. Rồi từ từ thì cũng tha thứ. Quánh nữa? Không, lúc đó em hết quánh rồi. Tại lúc đó trên Zalo á, rồi cứ nó nhắn thì mình trả lời thôi. Nhắn sao? Nhắn rủ đi chơi không? Thì em đi luôn. Dạ, nhưng mà em nhắn thì nhắn vậy thôi, chứ mà đi là chắc chắn là không đi rồi. Có rủ đi khách sạn không? Dạ có luôn. Trời, có đi không? Em có gái thì có đi không? Khai thiệt đi. Dạ không, lúc đó không có điều kiện để đi. Đi rồi. Không có thời gian để đi. Em có bắt quả tang được lần nào chưa? Chưa, chứ đọc được tin nhắn. Rồi mấy cái cô gái đó là ở đâu? Ở đâu ra nhắn? Trên Zalo à? Dạ. Hay là khách ăn bún riêu? Khách ăn bún riêu cũ. Trên Zalo nó hay nhắn lung tung chứ không biết ai. Anh nghĩ là em nên hạn chế và nó có một cái chức năng gọi là chặn á. Dạ, bây giờ em không còn xài nữa. Đó, thấy chưa, giục luôn. Thì thôi, anh muốn hỏi nè. Anh dạ. Này còn cái tật xấu gì nữa? Em không biết đó là tật xấu hay tốt, nhưng mà anh kỹ tính quá mất luôn á. Cái chị trong nhà nó nhỏ nhặt lắm, anh cũng lôi ra, anh nói em được nữa. Ví dụ như là em không phải là em ở dơ, nhưng mà ví dụ em lấy cái đồ này, em chưa kịp dọn thôi. Tí nữa em mới dọn, thì anh lại anh la lên, nó là lấy đồ, nó dọn cho nó gọn gàng. Rửa chén xong là phải cái sàn nước phải sáng bóng luôn. Tụi em thì chỉ mới sáng thôi chứ chưa có bóng. Thì anh là lên. Mà cái đó em không thích à? Anh nói nhiều, em là cái tật em không thích nói nhiều. Nói một lần em sẽ từ từ em thay đổi. Nhưng mà nói nhiều quá nghe nhức đầu là em bực là em sẽ nạt lên. Ngoài cái tính mà em cho là tật xấu đó thì là còn gì nữa không? Với lại nhậu. Nhậu? Nhậu nhiều. Nhậu nhiều. Hồi xưa thì nói nhậu với vợ là vui rồi. Còn bây giờ thấy nhậu với bạn vui với vợ hết vui rồi. Thế còn em, tật xấu của vợ mình là gì? Bệ bộn lắm. Đúng rồi, ông này có qua có lại liền luôn. Ông có qua có lại liền luôn. Nhiều lấy cái này ra xài cái quấy tay cái dục tại chỗ luôn. Ai nói? Không có dục tại chỗ đâu, dục vô sọt rác mà. Dục sọt rác mà bị rơi ra ngoài đúng không? Dục cái bên không à. Rồi, có gì nữa không? Dạ không, chỉ có vậy à. Các bạn nó lấy nhau được bao lâu rồi? Dạ gần 2 năm. Rồi bây giờ cái nguồn kinh tế thì ai là cái nguồn thu nhập cao? Chủ yếu là ảnh, tại em mới cũng mới đi làm lại thôi. Nhưng mà có mâu thuẫn về tiền bạc không? Không, tiền bạc thì hay chồng bình thường. Chỉ có về tính cách thì nó hơi khác nhau. Cái mối xung đột của tụi em á là chủ yếu là vì cái gì? Nếu mà hai chồng có cãi nhau, ai cũng muốn cái tôi của mình nó nói lên là em muốn em thắng, ảnh nói ảnh muốn ảnh thắng. Không ai nhường ai hết. Giống như cái chuyện buôn bán, em thì ví dụ em muốn mở một cái cửa hàng bánh mì nhỏ. Thì trước tiên là cũng phải bài bản là làm tờ rơi rồi hả phát rồi khuyến mãi rồi. Rồi mình phải làm cho ngon thì mình mới đem đi mình bán. Còn ảnh thì hả, ảnh nghĩ là cái ào cái mình mua nguyên liệu về là mình có thể bán được. Cái là cãi nhau cái riết rồi cái không bán nữa. Anh cứ tập trung anh bán bánh tiêu thôi. Là chỉ có như vậy thôi gì? Dạ. Đó là cái xung đột mà lớn nhất của tụi em bây giờ. Dạ. Rồi bây giờ em mong muốn Tài thay đổi điều gì? Em chỉ muốn là em nói thì ảnh cũng phải tiếp thu những ý của em đi. Ảnh thấy cái gì có lý thì ảnh làm. Còn hả không hợp lý thì ảnh nói nhỏ nhẹ với em. Mà nói thì nói một lần thôi, chứ đừng có nhay 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 nói hoài. Một cái vấn đề thì em rất là bực. Với lại bớt nhậu một tí.
Rồi bây giờ còn Tài. Bớt bề bộn rồi. Chứ hiện tại bây giờ đi làm về cởi áo qua cũng dục máng đầy. Không, chị thấy nè, bây giờ cái xung đột nhất của vợ chồng em chỉ là cái định hướng trong làm ăn. Và tự tụi em đã rút ra được một cái việc là chuyện của ai nấy làm rồi. Có nghĩa là tụi em không có định làm chung với nhau nữa. Theo chị cái này cũng đúng. Bởi vì hai ngành nghề khác nhau dữ quá. Tuy nhiên tụi em có thể hỗ trợ nhau. Ví dụ chị nói về Tài á, em có nghề nấu ăn đúng không? Thì ví dụ bây giờ em bán bánh tiêu hay là em bán bánh mì hay là em bán bún riêu cũng đều là liên quan đến ẩm thực. Nếu như em thực sự yêu cái ngành nghề mà em đang làm á, thì chị nghĩ là em nên có một cái suy nghĩ định hướng rõ. Mình phải có một cái cửa tiệm. Chị nói ví dụ mỗi ngày mình phải mỗi tiếng lên. Cho nên em chú tâm, em tập trung vô cửa hàng của em sẽ là cái gì. Có thể là cả ba món, cả bún riêu, cả bánh mì, cả bánh tiêu, hoặc có thể là một món mà em thích. Thì nếu chồng em có cái suy nghĩ đó, em nên hỗ trợ với chồng. Còn cái chuyện mà làm như thế nào thì em cứ để chồng em tự quyết đi. Tại vì cái đó là cái sở trường của chồng em. Tuy nhiên nếu vợ em góp ý em về cái vấn đề mà mình phát triển, mình phát triển giới thiệu, quảng cáo, giới thiệu bằng brochure hay là bằng một cái hình thức nào đó thì em nên tiếp thu cái đó. Đúng vậy. Đúng không? Mà vợ em với cái ngành nghề này, vợ em có thể hỗ trợ em trong cái việc đó được. Cái vấn đề tụi em chỉ là nằm ở chỗ đó thôi. Cảm ơn tụi em nha. Cũng có em ngán. Em thấy hơi quê quê. Ai mà đụng như người em trước là em cho người đó đi ra trước. Nắm tay chứ mà đụng. Còn đụng chưa là khác nữa. Xin quý vị dành một tràng pháo tay để cùng gặp gỡ với cặp vợ chồng đầu tiên. Rồi, xin mời hai bạn giới thiệu cho mình. Em tên Duy Thanh, là nhân viên IT, năm nay 35 tuổi. Còn em? Dạ, em là Thanh Tuyền, năm nay em 32 tuổi. Bên này là Duy Thanh, Duy Thanh. Bên này là Thanh Tuyền. Thanh Tuyền. Hai em là gặp nhau từ khi nào? Lúc trước là ông xã em làm ở chung công ty. Ông xã em làm IT thì em vô, lúc đó là em làm kế toán. Thì ông xã em vô thì em để ý ông xã em là hiền quá. Hiền ơi hiền, ngoài công việc ra là không có nói chuyện với ai hết trơn. Ngồi một đống vậy đó, thở là không có nghe thôi luôn. Mà có thích cái hiền đó không? Hiền quá em ngán. Có nghĩa là cái ấn tượng là hiền. Dạ. Chứ còn thích là không thích. Chưa. Dạ chưa. Đúng rồi. Rồi. Còn Thanh. Cái đó phải là hiền. Em là điều phối nhân viên IT bên ngoài. Còn bà xã làm kế toán ở kế bên. Thì em chỉ tập trung lo điều phối nhân viên này nọ chứ không có nói chuyện. Lúc đó thì em nhìn cái cô gái này thì em có cái cảm nhận đầu tiên về cô này như thế nào? Em thấy hơi quê quê. Quê quê là sao? Mặc đồ nó cũng quê quê. Có nghĩa là lúc đó em cũng chưa thích vợ em. Giống như là một đồng nghiệp bình thường. Rồi sao làm sao mà thích nhau được trời. Lúc đó thì em có vài cái remote. Mình gái thì mình hơi bị rối. Không biết phải chọn ai. Dạ. Rồi. Thế là em nói cho anh nghe. Hỏi ý kiến anh này. Dạ em nói là A, B, C, D. Vậy vậy vậy. Hẹn vậy. Chọn giùm em một người nào đó thì em đi với người đó. Lúc đó Thành sao? Thì em cũng giống như tư vấn hay như quân sư vậy đó. Rồi cuối cùng em có chọn được một người nào cho cổ không? Em không có chọn người nào hết, em coi như em là cẩn thận hết luôn. Em không có dẹp, nó là em là người này phải cẩn thận này. Coi như người nào em cũng phải là phải cẩn thận hết, đúng không? Người nào thì không, là em chỉ khuyết điểm của mỗi người thôi. Lúc đó là có mấy người theo em. Anh đánh tâm lý em là em không ớt. Cuối cùng em bị sợ hết đúng không? Không, là nhát. Nhé, nghĩa là nhé, em quen á, mà ai mà đụng như người em trước là em cho người đó đi ra trước. Vậy là chắc chắn là đến cái giai đoạn mà yêu là chắc chắn là yêu rất là trong sáng đúng không? Không bao giờ đụng vô. Có chứ. Cổ nó đụng vô là cổ cho văng liền. Thì đụng lại vô đi xe đi phía sau ôm cũng là đụng. Nắm tay cũng là đụng. Còn đụng chưa là khác nữa. Bây giờ mình vô cái chi tiết cái giai đoạn mà hai bạn yêu nhau á. Đâu bây giờ phải lý do nào yêu nhau lý chứ. Lý do nào yêu nhau. Lý do thì không có lý do, có câu chuyện. Lúc đó là có một người đồng nghiệp trong công ty mà đám cưới ở Bà Rịa, mời hai vợ chồng. Thì vợ tự nhiên bà xã này là ham vui, bảo đi Bà Rịa thì tiện thể đi Vũng Tàu luôn. Ngủ đi hồi sáng 17, hai đứa chạy xuống Vũng Tàu tắm, tối về có mua đồ về nhà ăn luôn. Nhà nào? Khách sạn. Nhà. Chi tiết này là tôi biết liền đó. Rồi sao? Cái chuyện gì xảy ra vào tối thứ bảy đó? Ung bia nó mới đỡ đau bụng chứ ăn hải sản mà. Có say không? Không có say. Say là quên hết rồi. Đó. Cũng bày đồ ăn trên giường á. Rồi ăn hải sản ăn trên giường luôn. Ghê thiệt chứ. Hai đứa thôi đúng không? Dạ, tại cái phòng đó là phòng hai giường. Tức là phòng hai giường mà ngủ một giường. Em không hiểu. Hai giường của anh này. Dự kiến bắt đầu là cái giường nó ăn xong dẹp, nằm ngủ bình thường. Nhưng mà vô tình nó đổ. Đổ. Thấy chưa? Nó vô tình. Vô tình đó. Cái đầu IT mà đâu có đơn giản. Đầu IT mà. Nó hô cái giường. Em là cố tình ăn trên giường của ảnh. Rồi còn cái giường của em thì có dơ thì chút xíu thì nằm được, nhưng mà thành ra là dơ quá.
Thế là em cũng hơi căng thẳng. Lúc đầu thì không có căng thẳng, tại vì nói là anh này cũng trong công ty mà hai đứa chưa có tình cảm gì hết, nên thôi ở chung phòng chắc cũng không có chuyện gì. Với lại anh hiền nữa, cái giờ cũng thấy hơi ghê. Lúc đó là 11 giờ mấy, em nằm bên giường của em, bắt đầu là gồng người lên mà nói với ảnh rồi, thôi giường ai nấy nằm đi, ráng chịu khó dơ một bữa, sáng mai ra biển tắm lại cho sạch. Em nằm đó đó, em gồng người cứng quá rồi, em cũng mệt, em ngủ đi lúc nào cũng biết. Thức dậy giữa đêm là ảnh đã nằm kế bên rồi. Lúc đó là em quăng cái gối ra chính giữa liền. Em nói là qua cái gối này là tôi đá một cái xuống giường liền nha. Là bắt đầu ảnh cũng nằm im luôn tới sáng hôm sau. Không có gì, cái gối vẫn yên. Là bắt đầu em suy nghĩ, ông này chắc gay, chứ mà không gay là không có ai ngủ vậy được. Trời đất ơi. Em là em nghi ngờ. Sáng vậy là em nghi ngờ liền. Bây giờ sống sao cho vừa lòng nè. Rồi sao, rồi cuối cùng sao? Sao có lần đó về là em cũng 50-50 để thử anh này thời gian coi phải là đúng men không hay là lộn men. Lộn men. Rồi sao nữa? Có một tuần đi chơi 5 lần là rủ anh không. Anh cũng đi, anh không làm gì hết. Quen nhau suốt mấy tháng trời cũng không làm gì hết. Em lại nghi ngờ. Càng nghi. Em nghi, em mất chết rồi. Cuối cùng để làm tôi sao cần là hết cái đó. Cuối cùng thì sao, có đi không? Ao luôn. Bây giờ em quen 3-4 tháng rồi em không thử được bằng cách nào hết. Em nói thôi giờ kêu ba mẹ qua cưới tôi đi. Giờ cưới tôi thì tôi quen, còn không cưới thì nhà ai nấy ở đi. Đừng có ấy nữa, mất thời gian quá. Ông không chịu cưới, ông nói mới quen nhau mà cưới mà. Thế nên là ông sợ em là cưới xong rồi sợ bỏ. Ông suy nghĩ mà, thôi ông kể đi. Sao em đó là cũng quen nhanh nè, có 3-4 tháng à. Nên em cũng không cưới. Lúc đó em nghĩ là chắc không phải là do yêu mình mà cưới. Em suy nghĩ lại chắc là do sợ. Sợ già. Cuối cùng thì sao? Em chịu cưới vợ em? Em không chịu. Cái mấy bữa sau cũng đi chơi thì là mặt giận, không thèm đi. Lúc đó tao phiền em sợ. Sợ xong thì cũng hạ quyết tâm về thưa ba mẹ, ông bà cho qua cưới. Nghĩa là hai người là chỉ có yêu nhau khoảng 4 đến 5 tháng là cưới luôn. Dạ không. Quyết định yêu nhau đúng không? Quyết định cưới thôi, còn 1 năm sau mới cưới. Quen. Năm sau mới cưới. Năm sau mới cưới, còn cái kia chỉ là quyết định là cưới, là trong vòng 4 tháng là quyết định là phải cưới. 4 tháng mà nguyên cái thời gian đó là không đụng địa gì hết. Không. Thấy chắc không ta? Thấy em gan quá vậy. Tí dụ mà anh ấy thiệt rồi em tính làm sao? Tức là lúc đó trong đầu em suy nghĩ là vậy nè, ông này cũng hiền thiệt. Sống cũng tốt bụng thiệt. Thôi làm liều. Rồi vậy thì bây giờ em có hối hận hoặc là em có mãn nguyện gì cái quyết định cưới của mình chưa? Dạ, hiện tại thì em có một ba biên tuổi rưỡi rồi thì chắc là giải thoát được rồi đó. Rồi, về ở chung nhà đó, coi như đụng hợp lý rồi đó. Thì bây giờ có vỡ mộng về bạn này không? Ngày trước lấy ảnh cũng bởi ảnh hiền. Rồi sau khi cưới xong cái hiền quá thành lâm ra mình thiệt. Ủa? Hiền quá mình thiệt? Dạ. Lúc trước em làm kế toán, sau này thì em làm bên kinh doanh rồi. Thì ví dụ đi sớm về muộn là em hay nói cho ảnh để ảnh nói với ba mẹ chồng. Hiện tại em đang sống chung bên nhà chồng. Nhưng mà ảnh hiền quá, ảnh nói thôi chuyện này không có sao hết trơn á. Thế là ảnh im luôn. Làm em với ba mẹ chồng em hiểu lầm nhau. Nói tại sao là em không có đi thưa về trình. Thành ra tức là cái suy nghĩ ảnh là đơn giản. Sống với ba mẹ mình thì ba mẹ cũng quen dễ rồi. Từ rồi đó đơn giờ giản. Vậy đơn giản. Ảnh vậy đó nên thành ra là em với ba mẹ chồng nó có một khoảng cách. Tới bây giờ luôn. Bây giờ thì đỡ hơn rất là nhiều. Thì ông bà cũng lớn tuổi rồi, cũng thói quen ngủ sớm, dậy sớm. Thì nói là hai chồng cũng còn trẻ thì thích nghi, thông cảm cho ông bà. Nhưng mà ví dụ như bố mẹ dậy sớm vậy thì em có được quyền ngủ không? Hay là em cũng phải dậy cái giờ đó luôn? Vẫn được ngủ mà bảo ồn, ngủ không ngon. Em là ngủ tỉnh mà có tiếng động là em biết liền ha. Nên là ba mẹ dậy thì 4 giờ rưỡi dậy nấu đồ ăn sáng rồi. Em thì 5 giờ rưỡi ngủ thêm 1 tiếng. Nhưng mà ba mẹ dậy là bắt đầu em cho nên em dậy theo. Còn ảnh thì ảnh ngủ thoải mái nên là ảnh ra là bình thường. Và bây giờ em đã thích nghi được với cái việc dậy sớm chưa? Lúc mà 1 năm đầu thì em cũng cố gắng. Mà từ lúc em đẻ con tới giờ, cái giờ giấc của mình nó phụ thuộc vào con nó hơi nhiều á. Thành ra là em bị stress sau khi em sinh em bé. Tại vì bé thức đêm, còn ông bà thì không có thức với bé. Nên thành ra là giờ giấc của mình với ông bà nó hơi ngược với nhau. Hơi ngược. Rồi bây giờ thì sao? Dạ, giống như là em vẫn nghe. Nhưng mà mình dễ chịu hơn, mình nghe trong cái tâm lý nó dễ chịu hơn. Chứ không phải là bực bội giống như ngày xưa là. Ủa, tại sao em không nghĩ là khi mà tụi em đã lấy nhau rồi, có con rồi, thì có khi nào em nghĩ là tụi em sẽ tách riêng ra không? Thì hiện tại là đang ở chung với ông bà. Có một đứa em nữa, cũng bằng tuổi luôn. Cũng chưa có gia đình. Thì cũng là dự kiến là khi nào đem nó có gia đình á thì sẽ tách riêng ra. Tại lúc đó sẽ không còn đủ phòng để ở nữa. Bây giờ tụi em đã có điều kiện để ở riêng chưa? Hiện tại chưa có điều kiện. Chưa có điều kiện đúng không? Dạ đúng. Chứ còn tụi em có cái mong muốn mà được ra ở riêng không? Cưới là em nói với ảnh rồi. Em sợ cái sự chênh lệch giữa tuổi tác á. Tại vì ba mẹ cũng lớn rồi nhưng mà nó sự hòa hợp nó hơi khó.
nên là cũng ở với ba mẹ một thời gian để cho ba mẹ gần gũi con cái rồi gần gũi với cháu để cho nó có cái tình thân gắn kết với nhau. Nhưng mà sau đó thì tụi em cũng sắp xếp để mà đi ra riêng, nhưng mà ở gần thôi. Em thì mong muốn là ở gần để dễ qua lại. Dạ. Em có suy nghĩ giống vợ không? Em cũng suy nghĩ giống vậy. Nhưng mà có bao giờ mà em đã tâm sự cái điều này với ba mẹ chồng chưa? Có nói chị. Dạ. Và ba mẹ có đồng ý cái ý định này không? Dạ, cũng chấp nhận. Ví dụ như bây giờ chị nói chẳng hạn có những điều gì mà em chưa thể nói được với bố mẹ chồng, hoặc ngược lại, có không? Có dạ. Có tồn tại cái điều đó không? Dạ có chị. Bây giờ em có muốn chia sẻ điều này với ba mẹ chồng em không? Dạ có. Em cứ nói hết những gì mà em cần nói với ba mẹ chồng. Đầu tiên là con gửi lời cảm ơn tới ba mẹ trước, vì ba mẹ đã giúp đỡ vợ chồng con rất là nhiều trong thời gian mà con sống cùng với ba mẹ. Mặc dù là có vài cái khúc mắc trong lòng, nhưng mà bản thân con lúc nào cũng xem trọng ba mẹ hết, lúc nào cũng yêu thương và nghĩ về ba mẹ. Nên con mong ba mẹ hiểu cho con hơn, là cái công việc của con hiện tại là nó có quá nhiều áp lực, nên là cái phận làm dâu con chưa làm tròn lắm, nên là con mong ba mẹ hiểu cho con về vấn đề đó. Con cũng xin nói với ba mẹ thêm một cái lời mà nó sâu sắc trong lòng con là dù sau này vợ chồng con có ra riêng thì chúng con vẫn là thành viên của gia đình, và mãi mãi là thành viên của gia đình. Bây giờ chị nói nè, cái vấn đề mà nó nổi cộm ở đây, em cảm nhận là em không đủ sức khỏe để em có thể làm được hết những cái việc như là ba mẹ mong muốn. Đó, nhưng mà chị có một cái cảm nhận là như thế này. Thì thứ nhất là sức khỏe thì cũng vẫn còn, đúng không nè? Và theo như lời em nói thì ba mẹ em là những người rất là tốt. Thì chị mới nói ở đây á, em đừng nghĩ rằng sau này em mới để cho cuộc sống của bố mẹ tốt hơn. Chị nói nếu thời gian em còn ở được với bố mẹ, đúng không? Em đã xác định rồi là em ở với bố mẹ, thì em đừng bao giờ coi em như dâu, em phải coi em như con, đúng không? Em coi em như con gái. Và lúc nào em mệt, nói mẹ ơi nay con mệt quá, chắc nay con nấu đồ ăn sáng không nổi đâu mẹ, cho nên ví dụ như ngày mai á, mà con nấu không được thôi, thì mẹ đừng buồn con hay như thế nào. Ví dụ, chị nói ví dụ là một giải pháp thôi. Em hình dung không? Em phải như là một người con gái, có điều gì em tâm sự hết với mẹ. Mẹ ơi giờ công ty con vậy nè, giờ con rối lắm mẹ. Con bây giờ tháng này cái chỉ tiêu con phải vậy. Mà bây giờ ngày hôm nay con bị đau bụng quá nè, con nhức đầu quá, con muốn con cảm rồi. Thì chị đảm bảo với em, mẹ em sẽ hiểu. Em là mẹ rồi em biết. Con của mình á, có cái chuyện gì á, xả thân. Chị nói thiệt, chỉ vấn đề đây là ba mẹ hiểu được mình, đừng có giữ trong lòng. Chứ ba mẹ không bao giờ hiểu được. Giữ trong lòng nhiều khi các cụ lại nói nhỏ này nó đối kháng với mình. Nó đừng, bây giờ em thử đi, em nói hết. Nhỏ em cũng nói, lớn em cũng nói. Em thử một thời gian đi em. Tại vì lúc này em còn đang được sống với ba mẹ, còn sau này em ở riêng ra thì cái khoảng cách nó còn lớn hơn nữa. Cho nên vậy em cứ thử đi, xem làm một thời gian cái cảm nhận của bà về cái cuộc sống của hai vợ chồng em như thế nào. Nha. Chị nói nghiêm túc. Rồi, em nha. Cảm ơn.